Quay có gây thiếu máu không? Đây là câu hỏi rất hay. Quay thì không gây thiếu máu, nhưng quay nhiều 100% gây thiếu máu. Quan hệ nhiều cũng thế, cũng 100% gây thiếu máu. Vì các nhà khoa học đã tính toán 1 ml cái đấy thì nó có khoảng 200 acid amin, trong đó có 10 acid amin thiết yếu tham gia vào quá trình tạo máu. Và đông y coi những cái nguyên nhân gây ra tình trạng bệnh tật thì có 3 nguyên nhân chính. Một là nội nhân, hai là ngoại nhân và ba là bất nội ngoại nhân. Nội nhân là gì? Là do những yếu tố liên quan đến thất tình, hỉ nộ ưu tư bi khủng kinh. Ngoại nhân là gì? Phong hàn thủy thấp táo hỏa, gió máy rồi thì nóng nhiệt các cái, rồi hàn lạnh các cái thì nó gây ra. Đấy là ngoại nhân. Còn bất nội ngoại nhân là gì? Do những cái côn trùng cắn hoặc là tai nạn hoặc là những cái gì nó liên quan thì người ta gọi là bất nội ngoại nhân. Thế thì những người quay, đặc biệt các bạn trẻ quay, thì nó gây tình trạng là suy yếu lục phủ ngũ tạng, trong đó có thận. Mà thận yếu thì lại liên quan đến việc là khí lực của đàn ông kém, lo lắng, sợ sệt, hoảng loạn, rất nhiều yếu tố. Đấy, nó do là nội nhân. Hoặc là các anh chị để ý những người mà có quan hệ nó gọi là không lành mạnh rất nhiều thì gây ra tình trạng là mặt mũi cứ xám xịt ra, lục phủ ngũ tạng suy yếu, đau lưng mỏi gối, tê tay, tai hóa, thoát vị đĩa đệm, không thiếu cái gì nữa. Trong đó các cái vị vua chúa ngày xưa, rất là nhiều cung tần mỹ nữ đều là chết sớm. Vậy chỉ khuyên tất cả các bạn hãy bớt tránh, đặc biệt là không tham gia vào xem những cái phim không lành mạnh và cái hệ lụy của nó. Nếu các anh chị là em, các anh chị sẽ biết nó quá nhiều các bạn trẻ gọi điện đến than kêu rồi thì cái loạn sinh hậu lên. Chúc các anh chị, đặc biệt các bạn trẻ luôn luôn khỏe mạnh. Xin chào.